Rồi, cũ đi thì mới về rất là nhiều nha cô chú anh chị mình nha. Ngày hôm nay dì Nguyễn cập nhật cho anh chị mình rất là nhiều dòng xe phổ thông để đi làm anh chị ha. Rất kia nhiều xe luôn. Rồi, Dì Nguyễn mến chào cô chú anh chị cùng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Dì Nguyễn xe máy cũ của em. Ngày hôm nay là thứ năm ngày 22 anh chị nha, tháng 6. Thì Dì Nguyễn hôm nay về được cái lô xe, nói chung là cũng có giảm giá sale cho anh chị mình. Thì lúc nào em lên sóng cũng có những mặt hàng sale giảm giá, tất nhiên là cũng phải có rồi. Thì ngày hôm nay em có lô xe từ vài triệu đồng trở lên là đã có xe Nhật mình đi rồi anh chị nha. Thì anh chị cứ theo dõi clip của em thì chắc chắn là sẽ gặp liên tục những dòng xe về bên em cập nhật hàng ngày cho anh chị mình. Và bây giờ em like bên này và bên kia cho anh chị mình hai bên, mà bên kia cũng đang nhậu rồi, không biết là bên đây là tại là đang mùng năm luôn anh chị nha. Không biết như cô chú anh chị mình có một mùng năm như thế nào, nhưng mà ở trên Sài Gòn em thì cũng rất là bận bịu nên là không có được mùng năm nào hết. Ngày hôm nay em về cái lô xe thì nói chung là cũng có rất là đẹp luôn anh chị. Những cái lô xe trước của dì Nguyễn á, anh chị chốt rất rất là nhiều luôn, và em cảm ơn anh chị rất rất là nhiều. Rồi, cứ về cái cô chú anh chị mình điện lên cái là chốt mua anh chị, thấy bên đây hầu như là xe mới hết nè anh chị nè. Đó, những dòng xe mới hết luôn anh chị nha. Và trước mắt thì em sẽ giới thiệu cái địa chỉ ha. Em giới thiệu cái địa chỉ. Lần nào lên sóng thì Dì Nguyễn cũng giới thiệu địa chỉ và nói rất rõ ràng cụ thể từng dòng xe bên cửa hàng anh chị nha. Anh chị của Tú mình quan tâm liên hệ với Dì Nguyễn. Rồi, địa chỉ nhà em là xe máy Dì Nguyễn anh chị nha, nằm ở số nhà 49E đường Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, phố Hồ Chí Minh. Một con đường từ bên trái của cửa hàng em. Thì cô chú anh chị mình ở Bình Dương xuống hay là ở Tân Vạn lên hay ở trên Thủ Dầu Một xuống, anh chị vui lòng tới ngã tư 550 và anh chị chạy thẳng ra bệnh viện quân đội 4 tại tầm 500-700m nữa để gặp nhà em, số là 49E trên con đường Bình Chiểu anh chị nha. Và quay trở lại một con đường từ bên phải cửa hàng em thì cô chú anh chị mình ở miền Tây lên Sài Gòn ra Đồng Nai xuống, thì anh chị vui lòng tới ngã tư Bình Phước hay là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cái đường vô nó rất là quanh co. Anh chị cô chú mình ở tỉnh lên, nếu như anh chị không biết đường đi tới thì anh chị có liên hệ về số trên màn hình, Dì Nguyễn sẽ tận tình đi rước anh chị. Bên cửa hàng xe máy Dì Nguyễn có hỗ trợ trả góp anh chị nha, ship tỉnh toàn quốc trao đổi xe cũ các loại xe. Thì cô chú anh chị mình ở dưới tỉnh có xe cũ ví dụ như không xài nữa cũng có thể các bạn Zalo với em và có thể là trao đổi tương tác của bên Zalo cùng Dì Nguyễn. Trên cái lĩnh vực bán hàng của em thì nó thật lòng bên chị mình mua bán rõ ràng, người thật việc thật, tính em mua bán ngay thẳng, không bao giờ nói sai, tính em là vậy. Ăn bậy không nói bậy và không làm bậy, cửa hàng em làm nguyên tắc rõ ràng. Em có ship tỉnh toàn quốc, khi cô chú mình anh chị mình mến một chiếc xe nào trong clip của Dì Nguyễn ngày hôm nay, anh chị mua thì anh chị vui lòng cọc 2 triệu giống như anh này nè anh chị. Đây, anh chị thấy không, quay nè, em đăng clip trước này đã bán anh chị nè, ngày 22 tháng 6 bán 9 triệu rưỡi này tại cửa hàng này, cọc 2 triệu anh chị nè. Một tầng lái xe nè, anh Nguyễn Văn Đạt, rất cảm ơn anh rất là nhiều, và số điện thoại anh đây. Đó, thì cô chú anh chị mình ơi, nói chung là Dì Nguyễn bán hàng được rất là nhiều sự ủng hộ của anh chị là em thấy rất là vui và rất là cảm động rồi. Anh chị của chú mình ở tỉnh đặc biệt như miền Tây, em ship rất là nhanh anh chị nha. Anh chị của chú mình quan tâm liên hệ cho em liền. Cái tính của em thì anh chị biết rồi đó, em bán hàng nhanh lắm, cái tính của em là làm ăn nhanh lẹ chứ không có lườm rà ra rắc rối gì hết, mua bán ngay thẳng, xe sao tải vậy. Thì ngày hôm nay Dì Nguyễn về được một chiếc Taurus, con này là 115 phân khối anh chị nha. Chiếc Taurus này của Yamaha chạy rất ngon, dùng rất bền, máy rất là tốt luôn, binh đê đầy đủ. Nếu như chiếc xe này mà Dì Nguyễn nói một câu chân tình, không phải nói dốc nha, anh chị cứ lên cửa hàng anh chị đứng xa cứ tầm 1,5 m thôi, em nổ lên anh chị đứng tầm 1,5 m mà anh chị nghe được cái máy nó nổ là em chịu gì cũng chịu. Bởi vì em mua hàng tuy nó xấu nhưng cái máy nó phải chắc, người ta gọi là tốt gỗ là hơn tốt nước sơn đó anh chị. Thì cô chú anh chị mình ơi, chiếc xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh anh chị nha. Dì Nguyễn bán đầu lai với anh chị mình với cái giá là 5 triệu đồng anh chị nha. Thôi em để cho anh chị mình 4 triệu 8 nè, được chưa anh chị? 4 triệu 800 ngàn đồng, em nói nó rẻ như một chiếc xe tàu luôn anh chị nha. Rẻ như một chiếc xe tàu và hiện tại là một chiếc xe Nhật đang sử dụng máy rất ngon. Nếu như anh chị nào mà tới đây mà cái anh chị nói cái máy nó dở á, thì em chịu gì cũng chịu, em đồng ý với cái hình thức là xe nó xấu. Nhưng mà anh chị ơi, mình quan trọng gì anh chị,
miễn là cái máy nó ngon, dùng bền, câm niềng của nó mới nè, vỏ lốp em thấy là mới tinh, là anh chị không cần phải tốn tiền rồi đó, thấy không? Đó, em nói thiệt lòng luôn, đó, câm niềng đẹp nha. Lóc liếc vàng áo thì nó có bể vài điểm anh chị nha. Em tính dọn là, nhưng mà thôi, cái tính của em á, em mua sao bán vậy, nhưng mấy này không bao nhiêu rịt nhiêu tiền hết. Nhưng mà Duy Nguyễn bán hàng nó thật lòng anh chị vậy. Anh chị về dưới quê anh chị mình đi làm nha. Đó, chiếc xe nó bể vô đầy miếng nè. Anh chị về anh chị đi làm, em chỉ nói một câu chân tình với khách hàng mình là cái máy nó rất rất là bền, rất là tốt luôn. Máy nổ cực kỳ êm, đèn còi xi nhan đầy đủ nha anh chị. Đề nhẹ là nổ luôn chứ không cần gì mà phải đạp anh chị nha. Máy móc sạch sẽ. Máy này người ta mới làm luôn rồi đó anh chị, cho nên là về mình khỏi phải làm nha. Là mình về là mình hoạt động ngon lành luôn, anh chị thấy được chưa? 4.800.000 đồng anh chị nha. Còn tiền ship đi, anh chị vui lòng trả tiền ship giùm cho em, tại vì những cái giá này là em đổi được của khách. Chứ anh chị nghĩ đi, một chiếc quay bây giờ đã 4.500.000, 5.000.000 rồi. Thì anh chị cứ nghĩ một chiếc Taurus của Yamaha đó, bây giờ em bán nhiều nguyện bán cho anh chị vậy là quá tình thương bánh thương anh chị nha. Sale cho khách hàng mình đầu like. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì anh chị mình ơi, cái xe này thì em tả nó hơi lâu hơn một xíu anh chị nha. Thì anh chị biết rồi, cái dòng 205 trở lên là bắt đầu ra quay alpha cộng anh chị. Quay alpha cộng là đúng một chất xe zin ngay chủ, một đời chủ đi. Em nói thật lòng luôn, cái chú đó rất rất là tội luôn. Già năm nay khoảng 60 mấy tuổi rồi. Lên nhà em chú đổi chiếc Future 1 của em anh chị. Cái Future 1 mà vừa rồi em đăng lên 13.500.000 anh chị nha. Rất là tội luôn, ở dưới miền Tây chạy lên đây. Rất là thương tình Diệu Nguyễn, từ dưới Tân Trụ chú chạy lên nha. Xe ngay chủ anh chị à. Chiếc xe này thì nó cũ theo 5 tháng vì chú đi quá lâu rồi. Thì em tả chính xác cho anh chị mình để xe này anh chị biết để anh chị mua. Thì cái hình thức của chiếc xe này đó là đầu nồi chưa rớt anh chị. Anh chị có cục máy đeo xưa giờ còn nguyên, em chưa rửa luôn nè. Đó còn y xì xì luôn mà cái máy nó nổ tốt cực kỳ luôn anh chị nha. À anh chị ơi, nó nổ êm cực kỳ nha. Em nói thiệt, cái dòng xe này thì anh chị đừng có nói lên cái máy nữa, nó rất chi là trao bò luôn. Nồi đồng cối đá là cái dòng này đó anh chị. Đúng quay alpha cộng 205 ngay chủ anh chị. Cái tay gù là tay gù zin theo xe hồi đó đến giờ nè. Đó, tay gù alpha cộng là nó dài lắm anh chị. Đó, nó dài như thế này luôn. Và cản rin vàng áo rin, nhưng mà nói chung là nó chỉ được vậy thôi, chứ bây giờ nó bị nó ngon nữa thì nó hết chỗ ngon rồi anh chị nha. Còn nó mạnh, chạy rất là ngon luôn anh chị nha. Anh chị ra chạy là nó ghiền luôn. Cái bô zin còn cặp phuộc sau, em tả cụ thể đến từ cái phuộc luôn. Cái phuộc sau là phuộc của Future 1 anh chị ơi, chạy nó rất là nhún, rất là êm luôn. Em đã chạy thử rồi em mới biết được, nhún rất là ngon. Cái bình xăng nè, bình xăng là bình xăng quay A110 100 mới bây giờ, xin lỗi anh chị, là quay A100 mới bây giờ nha. Còn mình sườn rin nha, đầu nồi à, củ đè còn rin luôn, chưa có thay luôn anh chị. Cái xe rất kia là bền nha anh chị. Biển số Long An thì dù nói rồi, xe thì không có đẹp, nhưng mà anh chị mình mua về được cái một á là xe ngay chủ, anh chị về anh chị dọn lại anh chị đi, được cái máy nó rinh anh chị ha. Còn không thì anh chị để vậy đi làm, đi cày, đi kiếm tiền à, đi đồng, đi lô, đi cà phê. Những cái dòng xe này thì em nói thiệt với anh chị, nó đừng nói đến chú. Ông kêu là ông bán cái xe này mà ông nói với em một câu chân tình là ông kêu chú thương nó lắm, làm rất là cực khổ mua được cái xe này hồi đó năm 2005, mà bây giờ chú lên chú đổi một Phiêu 1, bởi vì mê dòng Phiêu 1 anh chị. Nói con người ai cũng có một cái đam mê à. Thì cô chú anh chị mình ơi, chia sẻ với Dương Nguyễn con này, với giá em bán ngày hôm nay là 8.500.000 đồng. Đó, tại vì cái xe này là máy zin anh chị nha, máy zin đường hoàng, đầu nồi chưa rớt nha anh chị. Nếu rớt là em tặng xe này cho cô chú anh chị mình luôn. Riêng Dương Nguyễn nói bán hàng không bao giờ sai. Còn hình thức xe nó chỉ còn được vậy thôi, chứ nó không thể nào mà zin hết toàn tập được. Anh chị biết quên pha cộng bây giờ mà nếu như xe zin á phải tầm là 20 trên 20 triệu, nhưng mà Dương Nguyễn bán hàng anh chị thấy không, có vài triệu đồng thì anh chị mua để đi hoặc là mua để dọn lại, đó là tùy ý của khách hàng của mình. Còn như Nguyễn nói đảm bảo là máy zin và bao cho anh chị máy nổ rất rất là êm luôn anh chị nha. Em tả xe kỹ lắm anh chị, tại vì là mua bán chị biết không, khi anh chị lên cửa hàng của Duy Nguyễn anh chị không bị hụt hẳn vì cái lời nói của em, cũng như chú cũng lên cái là riêng Duy Nguyễn rất là tin luôn, tại vì là lên thấy cái xe là thích liền chứ không có điểm nào che được. Chú lên đổi trong vòng 3 nốt nhạc xong rồi chú về uống nước uống non xong là về anh chị nha. Còn riêng em bán hàng là vậy, nguyên tắc là rõ ràng. Rồi và tiếp tục ngày hôm nay cô chú anh chị mình ơi, một cái mẫu quay alpha lốc đen anh chị nha. Quay alpha lốc đen, thưa cô chú anh chị mình, chiếc xe này có bắn tút sơ những dàn chân lại đó anh chị nha. Dàn chân này, dàn áo cũng có dọn sơ rồi, tại vì xe đi rất rất là lâu rồi. Nếu như xe đi không dọn thì như thế này, mà dọn rồi như thế này anh chị nha. Thì tùy theo mỗi giá tiền, mỗi lĩnh vực trên mỗi chiếc xe. Thì em mong là cô chú anh chị mình ủng hộ em Duy Nguyễn còn nhiều nhiều hơn nữa. Thì Duy Nguyễn luôn luôn tri ân cho khách hàng của mình những con xe tình cảm nhất bên cửa hàng đó. Em lúc nào lên sóng là em cũng review, là em cũng sale. Tại vì anh chị biết sao không,
khách mà đi ngoài đường vô cửa hàng em không có sale giá này đâu nha anh chị. Nhưng mà khách YouTube là khách của mình, khách theo dõi mình nhiều rồi thì tất nhiên anh chị theo dõi chị Nguyễn nhiều, anh chị phải được gặp một cái xe mảng rẻ chứ anh chị nghĩ đúng không? Chứ theo dõi hoài mà không có xe rẻ thì anh chị cũng hụt hẳn lắm. Anh chị thấy nước sơn cũng còn rất là đều xe, rất là đẹp xe anh chị nha. Và đây cô chú anh chị mình đón xem với chị Nguyễn ngày hôm nay. Đó, chiếc xe lóc đen nổ rất là êm, bình đề đầy đủ nghe, máy nổ êm ru bà rù luôn. À, dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài cô chú anh chị mình về khỏi phải sửa nha. Chiếc xe này mang biển số 60 ở Đồng Nai anh chị nha, để em quay kỹ bản số cho anh chị mình. À, chiếc này bây giờ em chốt tại cửa hàng cho cô chú anh chị mình là 11.500.000 đồng, em nói nó rất là rẻ luôn. Có 11.500.000 đồng thôi anh chị nha, mình đã có một chiếc Wanfa lành lặn như thế này. Bay bô zin còn nè anh chị. Đầu nồi bình xăng đồ là đồ zin còn nguyên hết nha anh chị, chứ không có mắc đâu anh chị nha. Nhưng mà người ta làm rồi, máy thì người ta đi lâu thì tất nhiên người ta phải dọn lại, người ta làm lại rồi. Nhưng mà anh chị thấy cần thắng zin theo xe này. Đó, nó mòn theo năm tháng như thế này. Và em diễn tả xe rất cụ thể và chi tiết. Cô chú anh chị mình chốt xe này liên hệ với chị Nguyễn, có dòng Wanfa mình thì nó rất là bền. Và cái giá luôn giữ giá hiện tại như thế này miết mãi mãi anh chị nha. Tại vì nó đâu lỗ nữa. Anh chị thấy cái Wanfa mà cùi bắp cùi chuối lắm, nó mới dưới 10 triệu còn đẹp như thế này, phải trên 10 triệu hết. Con này em bán 11 năm sale giá dễ thương cho anh chị mình, chứ bình thường xe này 12 13 triệu anh chị nha. Đó. Thì anh chị mình mến mỗi xe nào, anh chị vui lòng kết bạn Zalo với chị Nguyễn. Nếu như anh chị muốn mua, anh chị nói là anh chị mua xe đó biển số đó, em quay lại cụ thể chi tiết gửi qua Zalo thì em sẽ hỗ trợ anh chị những hình ảnh đầy đủ bên Zalo anh chị nha. Rồi và tiếp theo ngày hôm nay thì một dòng Elizabeth anh chị, cái chiếc xe này nó rất là mới luôn. Dàn áo là có dặm sơ vài điểm tên, anh chị biết không? Tại vì cái dòng Elizabeth mình thường thường á là mấy cái eo mấy cái móc này nó hay bị trầy đúng không anh chị? Nhưng mà xe này khách người ta đã sơn lại dặm lại cho anh chị mình rồi, ngon lành cành đào. Bây giờ mình về là mình xài thôi anh chị ha. Vương niệm vua anh chị nha. Cái dòng này là cái vương niệm của nó là nữ hoàng đó anh chị. Cái nữ hoàng là cái vương niệm này nè. À, trong cái giấy tờ mà nhiều cái nó để là xe vua luôn anh chị, bởi vì vương niệm nữ hoàng là vua, mẫu nước mẫu khác. Cái dòng này dòng của xe Đài Loan đi rất là ngon anh chị nha. SQM biển số 47 ở Đắk Lắk vùng Buôn Thở là Buôn Mê Thuột đó anh chị cô chú mình ơi. Em nói giỡn nó vui thì em nói hoài chứ em nói bậy là không có đâu anh chị nha. Con này em bao máy zin cho anh chị cô chú mình nha. Máy móc là ok, em ru bà ru anh chị nha, không hú hí nè. Đó, không lắc nỉ một cái gì hết. Và giá bán tại cửa hàng ngày hôm nay là 7 triệu đồng. Hồi sáng em mới bán một chiếc Elizabeth đẹp như thế này luôn, 8 triệu đồng anh chị, mà nó đẹp hơn. Nó đẹp hơn nghĩa là nó zin nó đẹp mà nó mới lắm. Em bán 8.400.000 đồng bao ship về Long Mỹ anh chị nha. Đó là em nói thật lòng anh chị. Còn chiếc xe này Dương Nguyễn sẽ bán cho anh chị mình chỉ có 7 triệu đồng thôi. À, cái giá những cái xe này thì em không có lời nhiều, thì vì anh chị biết rồi, cái xe cỏ xe cũ thì nó đâu có lời nhiều được. Em bán cái này chia sẻ với khách hàng của mình, thì mong là anh chị có mến mùi những dòng Elizabeth FI phun sơn điện tử này thì anh chị liên hệ cho em, cốp rất là rộng anh chị nha. Đây cô chú anh chị mình đón xem nha. Đó, kiểm tra kỹ dùm em, nước sơn nước xi rất đẹp nghe. Dàn chân nè anh chị, rồi dàn chân quan trọng nhất là cái dàn chân cây bô chưa sơn nè, mà cái mông chưa sơn, anh chị thấy đùa nó trắng không, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình kiểm tra thử cái cốp yên ha. Cốp yên anh chị này, nếu như anh chị mình mua bỏ đồ nhiều á, anh chị bỏ đồ nhiều thì anh chị vui lòng mà mua cái này. Tại vì em thả cái máy xuống em mới mở cốp yên lên được anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ đưa camera vô cho anh chị coi. Anh chị thấy cái cốp yên nó rất là thoải mái, mà anh chị thấy chủ xe đi rất là sạch sẽ nha. À, cốp yên rất là rộng luôn. Cái này anh chị bỏ 5-6 cái nón bảo hiểm luôn nha, 5 cái. À, thì cô chú anh chị mình bỏ được rất là nhiều đồ. Tại vì hồi xưa là em cũng có sử dụng xe này rồi, em biết đi rất là bền anh chị. Anh chị thấy không, cái dòng này mua mới 3 mấy triệu đồng, mà bây giờ anh chị thấy xe cũ nó lỗ chỉ còn có 7 triệu thôi. Thì anh chị nghĩ đi, khi mà mình mua mới thì mình cầm lòng mình bán được cái xe này, giá cũ giá này không bao giờ bán được anh chị nha. À, tay gù zin theo xe. Cũng như Alpha này hồi sáng em dắt ra là định là trưa nay quay clip cho anh chị của chú mình, cái là anh lên điện lên là để cho anh nha. À, anh này là ở Đồng Tháp 10 nè anh chị nè. Đó, mua chiếc xe này nè, 9.500.000 đồng là giá bán tại cửa hàng, ship về với Tháp 10 là 9.900.000 đồng. Nhưng mà anh kêu là để bữa nào anh với lại cháu của anh lên mua hai chiếc, anh mua chiếc này với lại cháu mua chiếc Sirius nữa, thì đó em chia sẻ bên chị mình đó. Hôm qua anh pha 9.500.000 đồng rất đẹp. Ở đây em bán hàng thì nó thật lòng anh chị, dù cái xe cùi bắp nó cùi đến mức độ mà như tao rút này, em nói thiệt nó xấu cỡ vậy đó, nhưng mà em bán em nói thật lòng cái máy nó ngon cực kỳ ngon. Chứ máy vợ em không bán làm gì, riêng em bán hàng là vậy, nói không nói bậy, làm ăn phải lâu dài, cái uy tín mình nó quan trọng. Chứ chiếc xe vài ba triệu bạc cũng chẳng quan trọng gì đâu anh chị, nhưng mà cái uy tín mình để tạo cái thương hiệu của mình nó mới quan trọng. À, có thể anh chị mua em 1-2 chiếc, anh chị mua vài chiếc nữa chứ đâu phải là một chiếc rồi thôi, xem nó hơi dơ.
sáng giờ cũng chưa có lao kịp, rồi tranh thủ quay clip chiều nay up lên cho cô chú anh chị mình. Chúc anh tất cả những khách hàng của mình là có một cái mùng 5 tháng 5 là ăn Tết, ăn mùng 5 thật là vui vẻ anh chị nha. Thì trên live ngày hôm nay tiếp tục theo là một dòng RXX, con này người ta hay gọi là siêu nhân đó anh chị. Tại vì cái dòng này là nó bự cái dàn áo cho nên người ta hay gọi là RXX siêu nhân. Thì cô chú anh chị mình ơi, cái xe này cái máy nổ rất là ngon anh chị. Dàn áo nó rất là đẹp anh chị coi nè, nó dơ nè, em lao cho anh chị coi nè. Đó, nó còn rất là mới anh chị thấy không? Nhưng mà xe của em thì để ngoài đường ở trên này mặt tiền lộ thì đường nó hơi dơ. Thì cô chú anh chị mình ơi, anh chị coi dàn chân. Câm niền bánh vỏ máy móc trắng phèo phèo anh chị nha. Để xem chiếc xe này bao nhiêu tiền anh chị nha. Rồi, chiếc xe RXX thì bảo hành máy 1 năm cho anh chị mình nha. Giá rất là dễ thương và chiếc xe này thì em bán với cái giá là 9.500.000 đồng anh chị nha. Anh chị coi nước sơn nè. Ở đây em bán hàng nó thật lòng anh chị, chiếc RXX con này nè em bán 7 triệu cũng có một xe nha. 6 triệu rưỡi cũng có một chiếc nữa, nó cũng có tùy theo mẫu chiếc xe. Thì trên lĩnh vực xe máy cũ thì nó không phải như xe mới, nó rất là vô giá chứ nó không phải là 1-2 giá như xe mới. Thì xe cũ ở đây em bán hàng thì em nói rất là thật tình, bởi vì mua bán con người em có sao nói vậy. Biển số 72G1 ở Xuyên Mộc Vũng Tàu anh chị nha. Chiếc này em bán 9 triệu rưỡi đó cô chú anh chị mình ơi, nó rẻ như khoai lang khoai mì anh chị nghĩ đi. Cái dòng này đi rất chi là bền. Tại vì 9 triệu rưỡi là hàng nó đẹp như thế này, chỗ này nó có nứt một miếng mà khách người ta đã hàng sẵn rồi. Thì cái nguyên tắc chỉ có một điểm lỗ đó thôi, thì em quay đã đưa đến cho cô chú anh chị mình để anh chị mình tham khảo. Anh chị thấy cái dòng RXX mà giá này nó quá rẻ nên chị quay siêu nhân RXX này. Đây, anh chị coi lốc máy này nâu zin nha anh chị, nâu zin nha. Ví dụ như đầu cái xe nào cũng vậy anh chị. Mình đi lâu là cái đầu bò là mình phải mở ra mình cào khói xách xúc bắp thì cái xe nó mới có hơi chất lượng nó mới ngon được. Còn nâu là nâu zin của nó còn nguyên nha anh chị, câm liền câm là câm zin theo xe, bô bằng phục phèo zin theo xe, dàn áo zin nè, anh chị đã không? Áo rất đẹp mới lọc keo ra anh chị nha. Ở đây em mua bán mà em thấy cái xe mà bọc keo là em thích lắm, tại vì bọc keo là giữ được cái độ đẹp của dàn áo anh chị nha, để giữ được cái độ bóng. Rồi và tiếp theo ngày hôm nay chị Nguyễn sẽ quay cho anh chị mình có vài chiếc Black để cho anh chị mình lựa nha. Thì chiếc Black đầu tiên là chiếc Black này đen nhám. Đăng ký của xe này là 2017 anh chị nha. Xe này là em bao zin cho anh chị mình từ trước ra sau, từ trong ra ngoài nha. Chỗ này nó có một vết lỗi nhỏ nhưng mà em quay cho cô chú anh chị mình coi để cảm nhận cái xe. Tại vì đây nó có một cái đường nứt nhỏ nhưng mà cái này là em sẽ bắn lại bình thường, nhưng mà em quay cho anh chị mình coi cái không quan trọng, cái điểm đó nó không quan trọng anh chị ha. Mình không thích mình dán cái đi căng lên đây đã hết rồi, nhưng mà không, chị Nguyễn bán hàng là không có bùa đâu anh chị nha. Tại vì mua bán tính em có sao nói vậy, anh chị coi ốc tán nè, mâm nó mâm zin theo xe anh chị, ốc đã rất đẹp nha. Rồi và bây giờ chiếc này để coi em bán nhiêu tiền anh chị nha. Anh chị tham khảo với em và xem bao zin toàn tập, anh chị thấy từ dàn áo đến dàn chân, một chiếc quay Black bánh mâm ngay bản cao cấp cho anh chị mình nha, sở hữu màu đen nhám cao cấp, biển số 84 Trà Vinh. Con này em bán 11.500.000 đồng anh chị nha. 11.500 anh chị nghe, không có lầm đâu anh chị nha. 11.500 anh chị. R Black bánh mâm thắng đĩa xe đầu nồi zin, dàn áo zin theo xe. Anh chị thấy có rẻ hay không? Nó rất chi là rẻ. Hầu như nó lỗ hơn nửa tiền rồi anh chị, so với xe mới là hơn nửa tiền rồi. Anh chị có xài chán anh chị bán cũng không lỗ bao nhiêu. Đó là những dòng xe em nói thiệt luôn. Em bán xe cũ. Anh chị nói em nói rất là thật tình. Bởi vì em nói thiệt luôn, có nhiều chỗ anh chị. Khách tới nhà em á, khách luôn tâm sự với em, tại vì là nó thiệt, mình mua bán bây giờ trên mạng nhưng mà nói ảo, nhưng mà thật tình là mình là thật. Tại vì bán hàng á, thì cũng có rất là nhiều tiệm xe cũ kế bên nhà khách hàng, ví dụ như anh chị ở gần đó có rất là nhiều tiệm xe cũ ở gần, nhưng mà anh chị lại không mua, anh chị ghé đây dù nó xa rất là xa nhưng mà anh chị vẫn ghé đây để ủng hộ em. Thứ nhất là về tinh thần, thứ hai là về tình cảm, thì nói chung mình mến nhau qua tiếng nói, hay là mình mến nhau qua cái kiểu cách bán hàng hay như thế nào đó, thì mỗi người là một cách bán hàng. Thì Dương Nguyễn nói rất là thật lòng với anh chị mình luôn. Chứ em nói không phải là em nói nhiều, nhưng mà mỗi lần lên clip thì em lúc nào tâm sự với khách hàng hết. Rồi anh chị coi con ốc mà bách bô anh chị nha, chưa mở một lần nha, do đạp chưa mở anh chị đó. Thì cái xe này có làm gì đâu mở anh chị, 2017 xe zin và giá 11.500 em bao rẻ sập sàn cho anh chị mình luôn. Với lại em bán hàng em lời rất là ít. Ví dụ như giờ em quay 12 năm 13 triệu em vẫn bán được, cũng có khách mua được. Nhưng mà Dương Nguyễn bán hàng đã nói rồi, khách mà đã theo dõi Dương Nguyễn thì tất nhiên cũng phải gặp được chiếc xe mà rẻ anh chị nha. Rồi và tiếp theo ngày hôm nay thì Dương Nguyễn lại lên sóng cho anh chị thấy một dòng xe Black nữa nha. Chiếc này là cũng zin toàn tập anh chị, xe này lên được một cái gỗ trước anh chị nha, mình bỏ đồ rất là tiện luôn. Thì cô chú anh chị ơi, một cái xe zin nguyên thủy nguyên bản anh chị. Con này bánh căm thắng đâm, nhưng mà máy rất tốt. Dòng này em bán ở đây em bán hầu như là
cái dòng Plus này nó cũng tung tung tiền, nó dễ đi anh chị ha. Thông dụng, dễ sửa, lợi xăng, tiết kiệm nhiên liệu, ở đâu đi cũng được hết anh chị cô chú mình nha. Cái con này cũng khác gì con kia, cũng không ai mở gì hết anh chị nha. Nó biển số ở đâu thì anh chị thích biển số đâu anh chị lấy ở đó nè. Ví dụ như biển số nào nó gần nhà mình, hay là biển số nào nó ở gần tỉnh mình, hay là trùng tỉnh với mình thì mình mến thì mình lấy anh chị nha. Chiếc này máy móc như nhau hết, máy đều em có bảo hành 1 năm như xe mới đàng hoàng anh chị. Em vẫn bảo hành máy 1 năm. Chiếc này em bán với giá là, em để cho anh chị mình 11 triệu thôi nha. Em để cho anh chị mình 11 triệu thôi. Đó, được chưa anh chị? 11 triệu đồng thôi. Nó rẻ hơn chiếc kia 500 ngàn đồng anh chị nha. Thì nói chung là dòng này thì xanh xanh giá này thôi, chứ bị rẻ hơn nữa đâu có xe anh chị. Ví dụ 11 triệu đồng là rẻ lắm rồi đó anh chị. Chứ ở đây đâu phải là xe dập đâu. Ví dụ xe mà nó nát, nó dập xấu thì giá nó khác. Còn ở đây bán hàng thì nó nói rồi, anh chị muốn mua một chiếc quay Plus tầm 9 triệu em vẫn có hàng nha. Nhưng nó không có đẹp, tại vì nó thiệt lòng anh chị, tất nhiên xe đẹp giá phải cao hơn chút xíu. Có cũng có nhiều cô chú anh chị kêu thà là thêm 1 triệu 2 triệu nữa, nhưng mà mua xe ngon khỏi phải sửa, chứ thêm rẻ quá thì trên đời này không có gì rẻ mà ngon, thì em nói thật lòng bây giờ. Nhưng em đi mua xe cũng chưa gặp chiếc xe rẻ mà ngon. Còn về vấn đề về máy móc thì Dương Nguyễn nói luôn, trên lĩnh vực em bảo hành thì em luôn là người tận tâm và tận tình. Ví dụ như anh chị đi đường lỡ như trục trặc vấn đề gì đó, anh chị cứ ghé sửa bình thường, em tới đây em vẫn bảo hành bình thường. Chứ không phải như xe mới mà anh chị rờ cái cò lê vô, anh chị mở ốc ra cái có dấu rồi hả, là người ta không có bảo hành cho anh chị. Nhưng mà Dương Nguyễn bán hàng là nói rất là thật, mình ở đây mình bảo hành bằng cái tâm mình anh chị đó, bằng cái tâm mình chứ không phải là nó thiệt lòng anh chị mình vậy. Rồi, và tiếp tục ngày hôm nay thì cũng còn rất là nhiều dòng xe đang chuẩn bị quay cho anh chị mình nữa, anh chị đừng đấu xem với Diệu Nguyễn. Thì tiếp theo là Mio, con này là rất là ngon anh chị. Cái dòng này hồi đó là máy Thái nên chị xe nhập, số sườn máy giống nhau, máy Thái y chang nhau luôn, sườn máy nó y nhau một kiểu luôn. Và chiếc này là câm niền zin theo xe anh chị nè, niền zin nè đó, niền V-Fix anh chị nha, đúng niền zin của Yamaha. Tay gù tay thắng zin theo xe, em bao cho anh chị cái xe này không có bị té ngã gì. Xe màu đỏ tươi anh chị, còn rất là mới, biển ở Đồng Nai. Và giá em nói thiệt, anh chị mua cho con đi học nè, hay là anh chị mua cho vợ ở nhà đi chợ, hay là anh chị để một cái xe rẻ rẻ này, anh chị đến đi, anh chị đi vòng vòng ở lối xóm, hay là anh chị đi uống cà phê cũng dễ nữa. Nó rất là rẻ, rẻ hơn xe đạp luôn, thiệt. Em đáng 5 triệu 8 anh chị ơi. Có 5 triệu 8 bà có chiếc xe, em nói thiệt, cái máy nó êm như máy điện luôn, chạy thì thầm mùa xuân anh chị. Đó, anh chị có chúng mình thấy được không? Mio giá này quá rẻ. Bán rẻ là bán nhanh nhất anh chị ơi. Chị em Dương Nguyễn là nói thật lòng anh chị. Em lấy được cái giá rẻ, em bán rẻ cho anh chị mình là để nhanh nhất có thể. Anh chị thấy dàn xe của em không? Anh chị nghĩ có ai mà bán xe mà 2 ngày lên sóng một lần, mà mỗi lần lên sóng là lô xe nó mới hoàn toàn. Em nói thiệt, em bán hàng em phải nói một lời cảm ơn tất cả khách hàng của em đã luôn thương em và ủng hộ em Diệu Nguyễn, chứ không phải là nói mình tài hay là mình giỏi. Nhưng mà nói thiệt, anh chị quý em, quý mến em, anh chị ủng hộ em rất là nhiều, em cảm ơn rất là nhiều. Ngày nào em cũng ship đi hết anh chị nha. Xíu nữa em chỉ anh chị, có mấy chiếc xe chuẩn bị là mai ship đi nữa nè. Đó, có nhiều chiếc xe là 2-3 khách dành nhau mua nhưng mà mua không kịp anh chị, tại vì ở đây bán hàng cũng nhanh thiệt. Nhiều khi là đăng lên có xíu là khách chốt rồi. Thì tiếp theo ngày hôm nay thì con Future, cái con Future này nó rất là đẹp mà chưa có khách lấy. Hôm qua chú kêu em định lấy nhưng mà em kêu thôi chú ưng cái dòng nào thì chú lấy dòng đó. Thì chú kêu thôi tôi ưng cái Fuel 1, hồi xưa tôi ước nó lắm, bây giờ tôi mua nó. Hồi xưa mua chưa được thì giờ mua anh chị. Còn con này là Fuel 212 sân cơ, xe này là dàn áo đẹp, cực kỳ đẹp anh chị. Máy móc sạch sẽ khô ráo anh chị. Đó, niền trước kinh theo xe anh chị, coi cho căm zin theo xe, ốc tán còn rất đẹp. 12.500.000 đồng là em Dương Nguyễn nói thiệt bên chị mình, em chỉ lời được có 300-400 ngàn thôi, chứ không có nhiều đâu. So với cầm đồ thì mình cũng ít hơn nhiều, nhưng mà mình là mình nguồn xe nhanh ra nhanh vô. Biển số 76 Quảng Ngãi, gần miền Trung quê em. Thì người miền Trung thì nó thật lòng anh chị mình chứ, ăn nói thật thà, có sao nói vậy. Em ở đây em sống với người miền Tây là em cũng rất là thích luôn. Thật thà chất phát anh chị. Người miền Tây mình là nó thiệt rất là thật thà, rất là tình cảm anh chị nha. Mỗi lần em đi miền Tây là em cứ đăng lên trên file là cũng có nhiều khách hàng điện là kêu ở lại nhậu. Nhưng mà thời gian thì cũng lưu bu khá nhiều công việc anh chị nha. Chia sẻ với em con này. Và chiếc này em bán 12 năm thì không có mắc anh chị nha. Anh chị cô chú mình nghĩ cái phu trừ bồng mà em bán 12 triệu rưỡi nó có rẻ hay là mắc? Máy em như máy điện. Cô chú anh chị mình về là sử dụng chiếc xe là nó thấy cái xe là thích liền, với cái giá tiền rất là rẻ.
mà được một cái xe rất là chất lượng. Anh chị có xài chán anh chị bán cũng không có lỗ bao nhiêu đồng bạc. Thì tại vì ở đây nó thật lòng xe cũ. Từ khi anh chị chơi Vespa, anh chị chơi những dòng xe mà mô tô hay những dòng xe mà tay ga quá lớn tiền thì tất nhiên nó phải lỗ tầm 5 đến 7 triệu đến 10 triệu. Nhưng mà xe cũ mà tầm xe trung như thế này thì cũng lỗ ít 2 3 triệu là hết. Nếu anh chị đi 2 3 năm. À, còn anh chị đi có vài tháng thì nó cũng dài anh chị nha. Nhiều khi xe thời điểm mỗi gì mỗi thời điểm mỗi giá. Ừ. Nó thật luôn, vừa rồi em ôm mới lô Vario Vision năm ngoái là em lỗ 7 đến 9 triệu một con anh chị. Nhưng vẫn bình thường anh chị. Mình đã cố gắng mình làm, tại vì không có cái dòng nào mà không lỗ. Tự nhiên đang Vision đang ở 59 triệu giật xuống còn ba mấy triệu, anh chị nghĩ lỗ không? Lỗ cắm đầu liền xong lỗ được. Rồi, và ngày hôm nay em Diệu Nguyễn muốn đưa đến cho anh chị mình chiếc xe này, đúng là kêu lắm mối là tối nằm không nên anh chị ơi. Tại vì sao? Hai anh khách đòi chốt chiếc này. Cái là tự nhiên cái ngày qua ngày mai là chưa anh nào chốt hết, thì nó nói thiệt lòng anh chị, mà em tin khách lắm anh chị. Khách mà nó để nó cho anh là em cũng cố gắng để lại cho khách, tại vì là ai điền trước thì người đó mua trước, ai cọc trước thì người đó mua trước. Nhưng mà nói chung là cũng có người này người nọ anh chị, có nhiều người nó hứa cũng như lời hứa như gió mây bay, mà nhiều người ta rất là chuẩn, nói là lên. À, nhưng mà nó thiệt bên chị mình mua bán thôi, bây giờ cứ còn xe thì em còn bán, cọc tiền là em nhận xe, là em nhận tiền cọc là em để cho anh chị mình nha. Thì cô chú anh chị mình ơi, chiếc quay này là chiếc quay RS110 anh chị, đăng ký của nó là 2011-2012 gì đó. Thì cô chú anh chị mình, chiếc xe này là nó rinh hết toàn tập anh chị, có chiếc xe dần chân dần áo này, nó đẹp cỡ vậy luôn. Xe này là em thiệt anh chị, xe nhà giàu đây anh chị, không có sử dụng bao nhiêu hết. Anh chị có chiếc xe này đó, em vô nhà người ta em mua mà chiếc xe còn đắp mền, anh chị biết rồi, người ta rất là kỹ xe. Mà trong nhà anh chiếc xe nào cũng đẹp chứ không phải là riêng chiếc này. Bởi thấy xe đẹp là em thấy em mê lắm. Chiếc này bây giờ em bán với giá là 10 triệu đồng là em bán tại cửa hàng. Nếu như cô chú anh chị nào mà đam mê cái dòng quay RS110 mấy cái phiên bản đời đầu này thì anh chị ghé qua cửa hàng của em. Đó, tại vì là em nói thật lòng, em bán gì rồi 8 triệu, 7 triệu rưỡi cũng có một xe. Nhưng mà nó không có đẹp được, nó thiệt. 7 triệu rưỡi thì làm sao nó đẹp bằng xe 10 triệu được. Mua làm chứ bán không có làm tiền nào của nấy. Anh chị của chú mình thấy cái đùm nè, trời ơi nó đẹp nè. Rồi cái bô nha, rồi đến cái lóc mái nè anh chị coi nè, đẹp cực kỳ đẹp, mà nước sơn của nó rất là đẹp. Mà cái màu xanh này là màu xanh ngọc anh chị nha, xanh đen rất là đẹp, cái màu xanh còn rất là đẹp, đẹp hơn ở trong hình ảnh nhiều. Em chịu dám nói anh chị một câu như vậy. Vỏ lốp anh chị có vỏ dày cui nha, anh chị về anh chị không cần phải tốn tiền gì nữa hết, anh chị về là anh chị để và anh chị chạy ha. Rồi chiếc RS này thì có một khách hẹn là chiều nay xuống coi, mà bây giờ hiện tại là đang 3 giờ chiều. Thì em nói thiệt, còn xe là còn quay, tính em vậy. Anh chị biết sao không? Cái xe RS này có nó cũng dễ về ở ngoài Hà Tĩnh lắm. Tại vì á, có anh khách Hà Tĩnh em mua em một chiếc xe màu xanh, thì ông bạn thấy em mua về ngon quá thì mới điện vô cho em là kiếm chiếc y vậy, mà em không có màu xanh thì có màu đỏ. Thì anh kêu để cho em gái anh xuống coi, xong là anh chuyển tiền cho em là gửi xe ra cho anh nha. Con này là rất là đẹp, anh chị coi câm niềm của nó nè, rất là mới nha, đầu thì rớt nhưng mà rất là đẹp. Tại vì những dòng xe này thì không thể nào mà zin hết được. Nếu zin hết được thì giá nó phải trên mười mấy triệu. Chiếc xe này Diệu Nguyễn bán với giá là 95 anh chị nha. Chiếc xe này anh chị có nước sơn dần chân dần áo của nó nè, áo còn bọc keo anh chị. Rất là đẹp anh chị, có dần chân dần áo, biển số 36 Hoa Thanh Quế anh chị. Hoa Thanh Quế người ta gọi là quê Thanh Hóa anh chị, ghé Thanh Hóa anh chị mua con này. Em ở đây em bán lục các tỉnh anh chị. Đó, em bán đủ thứ tỉnh hết, chỗ nào cũng có hết. Chỗ nào không có xe máy Diệu Nguyễn gửi gì hết, em thiệt luôn á. Không có chỗ nào mà em không gửi được hết. Rồi cô chú anh chị mình chia sẻ với Diệu Nguyễn con này nha. Áo bọc keo anh chị thấy da cái viền này, cái viền còn dính keo đầy nè, đó. Xe là em nói thiệt bên chị là bao máy rất là ngon, bình đề đầy đủ anh chị. Rồi giá em chốt luôn là 9.500.000. Anh chị của chú mình mến mộ ủng hộ Diệu Nguyễn, RS mặt nạ 2 tầng bô vỉ 209 nha anh chị, đúng đời đúng đất đúng xe. À. Rồi và tiếp theo ngày hôm nay Diệu Nguyễn sẽ sale luôn AB này đó. Anh chị của chú mình cũng có vài khách điện nhưng mà chưa có lên kịp. Thì ngày hôm nay Diệu Nguyễn sẽ quay lên cho anh chị một AB. Em nói thiệt cái dàn áo là dán keo trùm rất đẹp nha anh chị. Cái màu đen thì anh chị nhìn nó không có mới ken đâu. Màu đen mờ này thì không có mới ken được đâu anh chị nha. Mình sẽ thấy nó cũ cũ chút xíu. Phục đỏ, heo dầu đỏ, con xe này lên ốc la da vài đồ chơi cũng có hai cái tay thắng ra giáp King Boy. Thì anh chị của chú mình nha, còn tay gầm tay gù đi theo xe, máy móc ring. Và giá của AB này thì nó thật lòng anh chị, nó em bao sập sàn giá rẻ luôn, 15.500.000 đồng. Em nói thiệt, rẻ như khoai mì, rẻ như một chiếc Sirius luôn chị. Anh chị nghĩ bây giờ 15 năm anh chị mua xe mới, anh chị mua được không được một chiếc xe gì mà nói về xe Honda, về xe Nhật mình. Nhưng mà anh chị ghé qua Diệu Nguyễn đây có xe liền, AB mắc cú 2013, cuối 2013 đầu 2014. À, phiên bản chế độ 3 giây tắt máy nè. À, đá chống tắt máy anh chị, máy zin
máy nữa, em Subaru biển số 67 miền Tây An Giang. Cô chú anh chị mình ơi, chốc nhanh chốc lẹ còn kịp, 18 năm hôm nay em giảm còn 15 triệu 500 ngàn đồng. Em đã thiệt, em đã ghi giá thì em ít có bớt nhiều lắm, nhưng mà Dương Nguyễn đã nói sale là sale, mà giảm là giảm, và nói được và làm được, chứ không phải là nói được làm không được anh chị. Nhiều chiếc xe mình bán lỗ nó chấp nhận, ví dụ như mình nhiều xe mình lời, nhiều xe mình lỗ thì làm ăn có cái này cái nọ, anh chị chia sẻ với Dương Nguyễn con này. Tuy nhiên chiếc xe này anh chị biết không, thì người ta đi lâu rồi nè, anh chị nhìn đồng hồ nó còn hoạt động tốt hết, nhưng mà cái chỗ này nó hơi mờ, vẫn thấy nha anh chị, vẫn thấy kim xăng đồ bảo vẫn thấy, nhưng mà nó hơi mờ xíu, kêu nó mờ anh chị. Thì lâu ngày theo năm tháng thì tất nhiên em nói thiệt với anh chị mình vậy, nó mờ không quan trọng gì, quan trọng cái máy nó ngon, xe chất lượng mình chạy là được rồi, còn vẫn thấy bình thường rồi. Và Sirius thì hôm nay em có một màu đen bánh mâm, con này mâm lên anh chị nha, máy zin, đầu nồi chưa rớt, xe dàn áo mới lọc keo, bọc keo nguyên con, mới lọc ra mới tinh. Em nói thiệt luôn, đời 2014 cho một em Sirius giá 10 triệu đồng, em nói rẻ như khoai lang phong bì mà phải 10 triệu không, để em coi lại đã anh chị nha, nhiều khi báo lộn. Em bán 10 triệu luôn anh chị nha, nhanh gọn và lẹ luôn cho nhanh. Tính của em á thiệt á, mua bán là nhanh gọn lẹ, bởi đây khách hàng thích em những cái điểm đó. Anh chị thấy nước sơn cái xe này mà nếu như anh chị nhận cái xe mà anh chị nó không đẹp, em chịu gì cũng chịu nha. Em quay zoom ra cho anh chị coi nè, đó xa ra xíu ha, anh chị thấy xe đã không, đẹp là nó đẹp mà xấu nói xấu. Khi anh chị mua xe, anh chị ở xa anh chị lên, mà Diều Nguyễn nói đẹp lắm anh chị ơi, mình lên thấy xe cứ mồm sao mua được, tính của em vậy. Mình cũng không được cái gì mà khách tội ta, đi đường xa tội rất là tội. Chẳng thà lên đây á, người ta không thích mua thì người ta không mua, chứ đừng có nói thì xe của em là nói sao có vậy. Em quay là phải chuẩn, nói là phải chuẩn anh chị nha. Vỏ lốp trước sau về củi về cui luôn, anh chị của chúng mình sử dụng chỉ có 10 triệu đồng anh chị nha. Rồi, và Black hôm nay khá nhiều, hai con ngoài trước màu đen, tiếp tục là màu xanh đen. 2018 phiên bản cao cấp xanh đen. Bánh mâm thắng địa, bản này là bản mắc tiền nhất anh chị nha. Và chiếc này anh chị đón xem với em Dương Nguyễn là 2018 xe zin nha anh chị. Và anh chị đón xem giá nhiêu tiền. Xe này được một anh khách chịu chơi lên một cái phục RCB bao cho anh chị mình 2 triệu mấy một cặp. Cái phục này đi là chỉ biết xài thôi, không biết hư đâu anh chị yên tâm. Em bao cho anh chị chở cỡ 4 tạ. Anh chị thử bỏ 4 tạ cho anh chị chở cái phục này mà. Em nói thiệt, em ru luôn. Tại vì anh chị biết không, cái dòng phục này thường là nó chế những dòng xe kiển đồ á. Cái dòng này phục này nó rất là bự, rất là ngon, tin rất là bự, anh chị xài rất là thoải mái. Phục zin của nó là tí xíu xíu à. Đúng là phục zin thì anh chị chở 3 người là ngay nhúng cặp cặp liền. Nhưng phục này không bao giờ bao cho anh chị mình luôn. Thường thường SH người ta cũng lên phục này anh chị nha. Rồi, chiếc này đi bánh mâm thắng địa, vỏ lốp trước sau dày cui, biển số thành phố Thủ Đức ngay gần chỗ nhà em. Và chiếc này em bán với giá là 13 triệu 500, hôm nay em giảm cho anh chị còn 13 triệu đồng là hết giá hết tình. Thì anh chị cứ nghĩ 13 triệu mà chiếc RX, quên xin lỗi anh chị, chiếc Black mà bản cao cấp như thế này thì em nói thiệt với anh chị, xe đẹp, trời ơi lắp liếc này cặt te rất đẹp anh chị, chứ không phải là ở đây em không bán hàng dập đâu anh chị. Ương dập dập thì giá nó rẻ. Còn chiếc xe này thì cô chú anh chị mình về là sử dụng là ok, đẹp quá trời đẹp luôn anh chị nha. Rồi, nếu cô chú anh chị kiến này kiến zin theo xe, anh chị cô chú mà chốt chiếc này liên hệ qua cho Dương Nguyễn anh chị. Vậy với nhiều khách đi, khi là khách cần anh chị, có hồi chưa gặp khách cần, có hồi gặp khách người ta cần mua biển số Sài Gòn. Và tiếp theo là Sirius FI phun xăng điện tử bản màu đỏ đen, xe đẹp len keng sà beng anh chị. Xe này là em bao cho chị rất đẹp luôn à. Máy nổ thì thầm mùa xuân, dòng Sirius FI mình bô nổ rất ấm anh chị nha. Chiếc xe này để coi đời bao nhiêu và giá là bao nhiêu tiền thì thưa cô chú anh chị mình đón xem với Dương Nguyễn. Em quay xe em quay kỹ lắm chị, tại vì mua bán tính rồi, anh chị ở dưới tỉnh anh chị nhìn chiếc xe. Nói thiệt luôn, họ kêu là biết người biết mặt với ai biết lòng, nhiều khi người ta nói biết có phải hay không. Thì em đã nói thiệt bên chị mình, trên đời mua bán quan trọng là uy tín và quan trọng là cách sống của mình. Thì Dương Nguyễn đã nói rồi, chiếc xe em phải tả, mà tả làm sao cho chính xác. Chứ em nói tầm bậy thì làm sao anh chị dám mua xe em, nói thiệt luôn. Anh chị thấy số lượng mà nhà em xe máy Dương Nguyễn, xe máy Hồng Nguyễn, Hồng Nguyễn xe máy rồi xe máy Thái Bảo nhà em, anh chị thấy không? Có ai mà bán xe mà ship nhiều em đâu, có một chiếc xe tải chạy chở hoài luôn. Con này 2014 anh chị nha, nhà em thì bán xe nó thật lòng anh chị mình chuẩn. Con này nè, dán keo nguyên con, dán keo nguyên con anh chị nha. Và biển số là 64 Vĩnh Long anh chị của chúng mình nha. Em chốt ngày hôm nay trên live ngày hôm nay 11 triệu 800 ngàn, chứ biểu rẻ hơn nữa thì Dì Nguyễn chị nó chưa biết bán sao được luôn. Tại vì á, thì xe đẹp thì giá nó căng xíu. Ví dụ như anh chị mua chiếc xe 10 triệu anh chị liên hệ cho em nha, cũng có Sirius. Nó cũng tương tương như vậy mà nó cũng phải 8-10 chứ đâu không phải được như vậy đâu anh chị nha. Là tầm 10 triệu đồng, con này là 11 triệu 800 anh chị nha, cô chú mình nha. Bọc keo thì anh chị lột ra là mới tinh luôn, em đảm bảo với anh chị một câu chân tình, khi lột ra là nhìn xe rất rất là đã luôn.
Và bây giờ anh chị mình cùng đón xem một mẫu AB24 của em nữa nè. Con này là xe chưa dán trùm, con này là dán keo trùm rồi, biển số 67 An Giang anh chị, cũng rất là đẹp. Con này thì còn nguyên bản chưa dán nè. Con này thì cũng máy em ru và rù, mọi chức năng hoạt động tốt. Con này biển số cũng ở miền Tây luôn, 94 Bạc Liêu. Thì cô chú anh chị mình ơi, gần đâu thì mình mua đó, như em đó là nói nãy, còn máy móc là em ru và rù như nhau cả. Chiếc xe này em bán với giá là 16.8 anh chị. Anh chị thấy chiếc xe này đợt mình mua nó cao hơn chút xíu, mà so với thị trường hiện nay là 16.8 là cũng rất là rẻ. Bởi vì thị trường hiện nay anh thiệt lái nó chào em toàn 18 năm, có dòng này nè, 18 năm trở lên xe đẹp anh chị nha. Thì lái người ta chào mình thì mình bán ra bao nhiêu anh chị? Phải 19 triệu không? 19 lố một xíu mà anh chị nghĩ đi. Thì chiếc xe này tại vì em mua của khách giá nó mềm, rất mềm, mà biển số rất đẹp anh chị. Cái này nhất mãi lọc mãi phát anh chị nè, 12628 nhất mãi lọc mãi phát. Rồi anh chị mình ơi, mến xe nào thì liên hệ của em Diệu Nguyễn, số điện thoại trên màn hình cùng em Diệu Nguyễn vậy nha, và chia sẻ hết mình với em. À, chiếc xe này thì nó trong mọi chức năng hoạt động tốt. Rồi tiếp theo các anh khách 550 hẹn chiều nay đi làm về qua mua xe này. Thì ở đây là em thiệt lưu bu, có điện thoại em cũng lưu bu lắm anh chị, em cũng nói luôn như vậy. Ví dụ như anh chị muốn coi chiếc No5 hay là chiếc AB hay chiếc Hyundai, anh chị vui lòng kết bạn Zalo với số điện thoại của em là số điện thoại Zalo luôn. Anh chị phải nhắn cho em một cái tin, chứ anh chị nhiều khi anh chị chào em hay nào nọ thì em máy em nó nhiều quá nhiều thì em không làm hết những cái video, những cái tin nhắn bình thường được. Những tin nhắn là khách hỏi cận kề nhiều lắm anh chị nha, với là cuộc gọi đến rất là nhiều. Thì em cũng nói với anh chị mình vậy, nếu như anh chị muốn mua xe, anh chị cần nhắn em cái tin là Diệu ơi, cái chiếc Novo 5 biển số này nè, em bán bao nhiêu tiền còn không em, thì em sẽ biết em báo cho anh chị mình nha. Chứ tại vì anh chị hỏi ví dụ chiếc quay, anh chị hỏi chiếc quay Black thì em biết bao nhiêu chiếc xe để em nói, hay là quay Alpha em biết bao nhiêu chiếc. Rất là nhiều xe cho nên là mỗi lý em quay em đâu nhớ hết được. Thì đó, chiếc No 5 này em bán giá 10 triệu là em bán tại cửa hàng, còn rẻ hơn nữa thì nó không bao giờ có xe. 2013 xe Zin, anh chị coi cái nước sơn này đúng màu tím đen anh chị, tem nổi 2013, máy nổ như máy điện anh chị, FI xăng điện tử. Mua mới ba mấy triệu đồng, đồ chơi nó cũng có đầy đủ cho anh chị cô chú mình về là chỉ sử dụng thôi. Hai bóng đèn này là không, hai bóng đèn sương mù rồi, người ta đã lên hai bóng rất là đẹp luôn rồi, thì có màu có đồ luôn anh chị cô chú mình nha. Còn dòng No 5 mình đèn bi rất sáng anh chị nha. Đó. Thì ở đây em bán hàng nó thật lòng vậy. Bữa trước em bán 8 triệu mà anh chị muốn mua xe No 5 8 triệu, 7 triệu rưỡi liên hệ cho em có xe liền luôn. À, màu trắng đen biển thành phố luôn anh chị nha. Thì nó không đẹp bằng đường này được, nhưng mà nó không ngon bằng đường này được, nhưng mà giá rẻ hơn thì có anh chị nha. Và tiếp theo thì ngày hôm nay là Wager SX 110 đăng ký năm 2010 cho một chiếc xe. Cái dàn áo nó tè le luôn, nó trầy tùm lum hết, mà nó thiệt lòng anh chị mình luôn, cái dàn áo nó trầy thì em nói trầy thiệt. Cái xe thì nó xấu chứ không có đẹp. À, chiếc xe em bán 7 triệu 8 anh chị nha, xấu chứ không có đẹp, nhưng cái máy nó ngon, cực kỳ ngon. Dòng này là dòng bền, cực kỳ bền. Thì ở đây em nói thiệt, mua bán em không phải chiếc xe nào cũng đẹp, mà chiếc nào cũng rinh nhau, mà chiếc nào cũng ái đâu. Em nói xe vậy mà nó đẹp thì không có chỗ nào đẹp, riêng em bán hàng em tả chính xác. Còn anh chị mình ơi, nếu như mình muốn sử dụng một cái dòng xe 110 mạnh mẽ bền bỉ thì lấy con này đi. 7 triệu 8, anh chị có xài chán chị bán cũng không lỗ bao nhiêu đồng nữa hết. Bởi xe Nhật mình bây giờ đâu có giá rẻ hơn nữa anh chị nghĩ đúng không? Cái dàn áo này em thấy nó không có bể nha anh chị nha. Nhưng mà nó trầy thì nhiều anh chị à, nhưng mà không có bể. Tem bọng nó cũng còn đầy đủ anh chị nha. Máy móc ring chạy ngon anh chị nha. Rồi anh chị cô chú mình thấy không? Đầm được cái đầm sao đẹp chưa trời. Xe chỗ nào cũng trầy mà cái đầm đâu có trầy đâu anh chị. Giỡn như chỗ đó làm sao trầy được anh chị ha. Rồi chia sẻ với con này. Giá 7 triệu 8. Vision, anh chị thấy còn cặp kiến còn nè. Vision màu đỏ đô nha. Xe này không sơn anh chị, mới lột keo. Rất đẹp, rất mới và rất mới luôn. À, cái con Vision là em thích. Từ cái đời nào em vẫn thích nó anh chị nha. Tại cái dòng Vision mình á, thứ nhất là nó rẻ tiền, mà thứ hai chạy nó rất là ngọt ngào, mà rất là êm. Anh chị cô chú mình nha, anh chị đánh giá con Vision này của em nó như thế nào anh chị? Đẹp nghe, xe zin đó anh chị, đã nhìn xe là ghiền luôn á. Biển số 61B1 thủ dầu 1 Bình Dương, những dòng xe ở thành phố mình đi rất là kỹ. Con này em bán 13 triệu anh chị, tất cả em để cho 12.8 nè. Chứ còn rẻ hơn nữa thì cũng có, nhưng mà xe nó không phải là xe này đâu anh chị nha. Còn xe chất lượng của em bán thì nói thiệt, ở đây em bán là xe là muôn giá muôn cả, muôn màu muôn vẻ, chứ không phải là một giá một xe. Thì trong lĩnh vực đã nói rồi anh chị nha. Tiền nào của nó anh chị, đắt tiền lấy miếng ngon anh chị, cô chú chia sẻ với em con này. 12 triệu 800 ngàn đồng, nó đẹp từng cm anh chị nha. Và ngày hôm nay Diệu Nguyễn có hai con này, thì hai con này là cháy hàng luôn nè anh chị. Con Acelo nè anh chị, đây nè, em bán nè. 9 triệu rưỡi cọc 900 ngàn, anh Danh nè, một tuần qua lấy xe. Đây là anh Danh ở thành phố Hồ Chí Minh, em gần bên đây. Còn hồi sáng sớm là có một vị khách là, hầu nói sáng sớm với hầu khuya chuyển triệu, sáng chuyển triệu nữa là 2 triệu.
Thì chiếc xe cúp này đã theo một anh khách về với Đồng Tháp nè anh chị nè. Đó là ngày mai ship đi cho ảnh nè. Ảnh nó mua cho con ảnh đi học. Đây anh chị của chú mình nè. Em không bao giờ nói dốc mà nói xạo đâu nha. Hồi sáng em ghi 1 triệu xong bây giờ em sửa lại 2 triệu nè. Ngày 21 tháng 6 nè em bán 9 triệu 900 ngàn đồng bao ship thành phố Cao Lãnh nè, một tuần anh lái xe nè, số điện thoại này Zalo là Trần Mẫn Tiệp anh chị nha. Đó, em đã nói rồi. Cái xe này em nói thiệt em đăng lên 12 triệu cũng có khách chốt. Em nói không phải nói dốc, nếu dì Nguyễn nói phải nói dốc. 12 triệu đồng vẫn có khách mua, nhưng dì Nguyễn muốn sale cho khách hàng của mình. Chứ anh chị, một chiếc cấp 83 mà đẹp thế này mà anh chị nghĩ đi. Mua chiếc xe 66 bây giờ 7 8 triệu rồi dọn lên sao bạn này mà bán 9 triệu rưỡi thì quá rẻ rồi, không còn chỗ nào rẻ hơn nữa. Rồi và bây giờ cô chú anh chị của mình à, khách hàng thân thương à, mến mộ chiếc xe nào thì anh chị vui lòng nhắc điện thoại lên và liên hệ của em Dì Nguyễn số trên màn hình cùng em. Nếu như anh chị đã mến mộ chiếc xe nào, anh chị có thể chuyển khoản tiền cọc thì em sẽ gửi đi ra đi. Còn không, anh chị có thể tới cửa hàng của em trực tiếp để xem xe, nằm số nhà 49E đường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức. Hồi xưa là quận, bây giờ là thành phố rồi anh chị nha. Đường Bình Chiểu, phường Bình Chiểu luôn anh chị nha. Xe máy Dì Nguyễn. Một lần nữa là Dì Nguyễn cảm ơn anh chị rất là nhiều. Trong thời gian qua anh chị đã luôn luôn ủng hộ Dì Nguyễn bằng những cái tình thương, bằng những cái chiếc xe ship đi rất là nhiều anh chị nha. Và cửa hàng xe máy Dì Nguyễn có hỗ trợ trả góp, mua bán trao đổi các loại xe cũ, ship tỉnh toàn quốc. Số điện thoại em trên cái bảng và trên màn hình anh chị nha. Và bây giờ có thể là thời gian nó quá chậm rồi, bây giờ là tầm 3:30 rồi. Em định quay bên kia nữa nhưng mà bên kia bây giờ đang nhậu, cái bữa nay ngày 5 tháng 5 á, đang nhậu đang hát karaoke cũng rất là ồn ào cho nên không quay được, không có tập trung được. Thì ngày hôm nay Dì Nguyễn sẽ review cho anh chị đây là những con xe mới về nhất. Và anh chị mình ơi, bây giờ em có lẽ là nếu như anh chị muốn mua chiếc xe gì, anh chị vui lòng cứ nhắc điện thoại lên. Anh chị nhắc điện thoại lên và anh chị liên hệ cho Dì Nguyễn. Nếu như trong line này không có nhưng mà nhà em là đến 400-500 xe là anh chị cứ điện thoại cho em. Thì nhiều dòng xe để cho anh chị mình lựa thoải mái luôn. Tất cả dòng xe tay ga, xe số, xe 50, xe tay côn anh chị nha. Hạnh tơ từ những đời em vẫn có đầy đủ. Và bây giờ nếu như mà chưa gặp chiếc xe nào mà anh chị thích thì cũng có thể là anh chị nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho em. À, nhấn vào đăng ký kênh và nhấn vào cái chung để khi em lên sóng là anh chị của chú mình sẽ thấy Dì Nguyễn bán hàng như thế nào, sẽ có hết từng trang YouTube anh chị nha. Và bây giờ có lẽ là chào tạm biệt tất cả cô dì chú anh chị mình và hẹn gặp lại anh chị mình trong một video gần nhất trên kênh xe máy Dì Nguyễn. Cứ 2 ngày là em sẽ lên một clip anh chị nha, chậm lắm là 3 ngày. Và bây giờ chào tạm biệt tất cả cô dì chú bác anh chị mình nha.